Rồi tiếp tục thì mình đang có mặt tại thôn Trung Định, xã Nhân An, tỉnh Bình, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thì đây cũng là một cái khu vực chuyên trồng mai, và trồng mai lâu dài rồi, có tính truyền thống. Vị trí mình đang đứng ở đây là tại cái đường Trung Định 1 nha, số 27. Thì nhà anh này thì cho phép mình vào mình review, mình báo giá luôn nha. Thì cái vườn mai ảnh là rất nhiều mai đẹp, với kích cỡ kiểu dáng thì rất là phong phú nè. Đây là những cây mai rất là cao to đây. Cái lô cao cao này thì cây cao phải 1 mét, mét từ đó, mét từ tới 2 mét rồi đó. Mấy cây thấp thấp 1 mét 4 này. Ui, cái gốc của cái tàn đó. Tàn tán chi rất là đẹp đó. Nụ đều luôn, và cũng lóm đóm thì sắp nở rồi. Mấy cây mà to đẹp này thì có giá tới mấy chục triệu nha. Còn mấy cái cây mà vừa thì có 10 mấy triệu, cây nhỏ hơn khoảng 10 triệu. Đủ cái dạng, đủ kích cỡ. Nha. Chẳng hạn như cây mấy cây đây ha. Nha. À, cây đây là rút nọc ra hết rồi nè, nhìn nó rõ. Nha. Đây, cái gốc rất là to. Tàn đều dày đó, chi rất dày, tán chi tán dày. Cây này cao có chân tầm 1 mét mấy, 2 mét luôn. Cây cao về đó. Cây này cái giá có khoảng tầm là 35 triệu anh ha. Cây này 35 triệu nha cô chú anh chị các bạn, 35 triệu. Cây này chắc cái tuổi của nó cũng phải 12 năm. 12 năm đúng không? Khá lâu rồi, 12 năm tuổi rồi. 2 năm tuổi mới có được những cái cây như này thì đâu phải đơn giản. Trồng khá lâu. Đây cây này cũng rút độc rồi nè. Nhìn nó rất là rõ, cây này cũng vô đế rất là đẹp. Rẻ nhìn đẹp. Nhà vườn anh tên gì? Phạm Lợi hả? Phạm Lợi. Số điện thoại của anh là số mấy? 0984 337 581. Cô chú anh chị các bạn, mình đọc cái số điện thoại luôn. Cô chú anh chị các bạn muốn mua thì cứ liên hệ qua số điện thoại, hoặc cứ comment ở dưới thì mình cho cái địa chỉ. Cô chú anh chị các bạn cứ tới đây, tới thôn Trung Định. Xã Nhân An nè, nhà vườn. Ở đây mà cái Trung Định 1, cái đường này đường Trung Định 1 á. Xem nó rất là gần cái đường quốc lộ 1A. Khu ngoài đó, ngoài đường là chuẩn bị triển lãm. Năm nay triển lãm tại Trung Định ha. Rộng rãi, năm ngoái triển lãm ở trong kia, trung tâm. Rất là nhiều vườn của anh, còn những cây còn chục năm trở lên không à. Cây này cũng vậy. Cái gốc luôn. Quá đẹp luôn. Cây này cũng chút nọc rồi. Bonsai chú toàn là cây cao quá, cả mét mấy, 2 mét không. Đây cái gốc.
rất là nhiều. Để rút nọc ra thì nhìn là thấy nó mới rõ cái gốc này. Gốc to đó. To, cao, chi, tàn, nụ, rất là đều. À, mình qua phía bên này. Anh đưa mai ra triển lãm chưa? Chuẩn bị đăng lên. À, chuẩn bị ha. Chuẩn bị cây cũng phải tiễn rồi đưa rồi đó ha. À, rồi mới tiễn cây lên. Dạ, vừa trưng vừa bán luôn. Bày bán, có những vũ trù luôn đó. Dạ. Cây này cắt rồi nè. Cây này cắt. Dạ. Cây đó bao nhiêu anh? Cây đó khoảng 15 đến 17 triệu. Dạ, yeah, cây đây... Dạ, 17 triệu. À, góc ở đây. Đây, để thì hút luôn cho nó đầy đi. Đây cũng còn trước kia chỗ kia là có Ngô Mạnh Tuân đó là cũng có nhà vườn riêng ha. Vườn của người cháu là này. À, cháu Ngô Mạnh Tuân. Dạ. Ngô Mạnh Tuân nhà vườn cũng nổi tiếng ở Định đây. Đúng không? Định làm bên con gì? Dạ, con em là lang thang vùng miền. Dạ. Cứ tới Tết là mùa Tết em quay mai. Năm ngoái cũng quay. Khoảng tầm chục ngày nữa là nở đẹp đó. Khoảng 10 ngày nữa. Dạ, lên 100 rồi. Dạ. Dạ. Những cây lấm đốm ra hoa đây nè. Giống của anh đây là hoa, đây là gọi là hoa giáo. Dạ? Giáo. Giáo nha. Giáo chùm đây. Chùm đây, lọc nè. Lọc đỏ đẹp nè. Tím. Đỏ tím. Rồi, nhìn chung là nhà vườn của anh là toàn cây đẹp không, từ hàng chục triệu đến mấy không? Hai mấy ba chục triệu đây nữa đây. Quay lần cái một cái thứ là có từ rồi. Dạ. Nhà hồi chưa 20 năm rồi. Dạ. Ồ, nhà anh từ làm từ 99 rồi. Ờ. Tổng mai hồi đó tới giờ luôn. Ờ, còn buôn đồ nó biết liền đó. Hai mấy năm rồi. Hai mấy năm mà em phá nhà đẹp không? Hai mấy năm mà hồi đó anh làm kiểu đây là cũng dạng kiểu cách VIP hết chưa? Đỉnh cấp rồi anh. Dạ. Đỉnh cấp hết chưa?